mình đưa các con đến đi tiêm ngừa được cộng đồng người ta ủng hộ, người ta nói mình có trách nhiệm và mình không chăm là chăm kiểu như là đúng nghĩa chăm. Vì cái chỗ trích ngừa này là chỗ tốt nhất rồi. Thì chị đợi phường mà nó hay không đủ thuốc á, đâu có thuốc nhiều, chỉ chờ có đợt phường cũng mất tiền đấy người. Nhưng mà có cái loại nó chỉ miễn phí những thứ không có chích gì rẻ đâu. Thì ôi đổ cả xe cả báo rồi. Cái mũi thuốc tốt làm gì mà miễn phí nhỉ? Tại bao giờ có? Bảo ơi, muốn chơi gì? Có camera đấy, Bảo. Để lại bình thường đi Bảo. Con đặt xuống đi, đừng bành xe lên nữa. Năm cầm quay em đi. Chào mọi người nhé. Với các con đi chích ngừa.